chào lời anh chị. Bây giờ Nhiên cũng gửi đến tất cả cô bác anh chị em. Chúng ta đều lên trên không gian mạng này để mà cắt tiếng nói, để làm gì? Chúng ta lên mạng này là phải có gì? Chúng ta đều lên đây là cái mạng là đập tan cái luận điệu của bọn phản động, đập tan cái bọn luận điệu của bọn phản động. Và một số người nào mà nói là tôi chống, tôi chửi sọc, mà xuyên tạc vào quân đội, xuyên tạc vào đảng nhà nước Việt Nam, xuyên tạc vào công an, xuyên tạc vào các anh chị em chống luận điệu xuyên tạc mà không có bằng chứng, thì Nhiên đều lên tiếng để mà đập tan cái luận điệu của họ. Và người nào là anh chị mà nói là tôi chống phản động, mà xuyên tạc vào đường lối chính sách đảng nhà nước, xuyên tạc quân đội, xuyên tạc công an, xuyên tạc vào đảng nhà nước ta, đều là xuyên tạc tất cả anh chị em có tiếng nói trên không gian mạng, là tôi lên là tôi đập tan cái luận điệu của họ, đập tan cái luận điệu của họ để tôi vạch mặt họ ra, để cho bà con trong nước và một số anh chị em ở ngoài nước người ta biết cái bộ mặt của họ, để người ta tránh ra, không có để mà họ để còn lầm lạc, để họ hướng dư luận, lái dư luận được. Thì ở đây Nhiên cũng nói cho anh chị, Nhiên đọc sơ một cái bình luận, một sơ một cái bài viết. Anh bạn này là cũng bạn Quốc Dương, bạn Quốc Dương là người gặp đầu tiên là anh Bằng Nguyễn đi bao quy. Thì anh chị khi mà Nhiên chia cái sẻ cái clip của anh Bằng gọi là đi bao quy, cái gì anh Bằng á, anh chị thì chắc trên mạng thì biết anh Bằng Nguyễn rồi. Thì anh Bằng á là lên chống luận điệu mở diễn đàn sao Nhiên. Thì một số anh chị em đang sinh sống ở nước ngoài thì muốn về Việt Nam á, thì Nhiên có nói là anh Bằng là người chân chính. Nhiên nói một là một, hai là hai, anh Bằng là người chân chính. Anh chị chưa thấy anh Bằng bên ngoài, anh Bằng là người chân chính, là người thật thà, sống hết mực với anh em, chưa bao giờ biết lợi dụng Việt Kiều, chưa bao giờ biết lợi dụng anh em. Nhưng chào lên anh chị nha, nhưng không thấy còm, mong anh chị thông cảm. Thì anh Bằng chưa bao giờ là lợi dụng Việt Kiều hay là một số Việt Kiều, hay là mượn tiền, bất cứ tình tiền anh Bằng anh chị gặp bên ngoài. Thì Nhiên sẽ đặt niềm tin vào anh Bằng ở trên cộng đồng mạng này. Hầu như ở trong nước này là Nhiên gặp anh Bằng 2017 tại đường Tân Hương, số 17 Tân Hương, tại một cái nhà hàng ăn đó. Là Nhiên có mời, lúc thời điểm đó còn nói chuyện với Ngô Long, thì mời Ngô Long từ Đồng Nai xuống ăn. Thì mình gặp anh Bằng, là anh Bằng thấy Nhiên live stream với Ngô Long thì anh Bằng mới chạy xuống gặp Nhiên tại số 17 đường Tân Hương. Thì qua cái cuộc gặp gỡ đó thì Nhiên nhận định được, thì Nhiên nhận định được là người nào thật. Nhiên ti hay lúa thiệt, không có kiến thức như anh chị hai lúa, nhưng mà Nhiên có kiến thức mua bán và kiến thức nhìn người. Thì anh chị biết không, tại sao Nhiên không dính vào cái ổ quạ đó quá nhiều hình ảnh? Tại vì Nhiên lên cái ổ quạ gọi là cái nhóm của Trịnh Vua Lê Hoài Nam á, mà đã thành lập cái tổ quốc trên hết cờ đỏ với thành phố gì đó. Thì anh chị biết không, Nhiên không thấy lên cái nhóm mà của Trịnh Hoài Nam là Nhiên lắc đầu. Nhiên nói với tất cả một số anh em á, nó có lôi vô đừng bao giờ dính. Trong lúc đó là có Hằng Hoàng Hải, tụi nó lôi Hoàng Hải vô, em không có dính vào cái nhóm đó. Và lôi cả ai? Lôi cả em Chùm Sò vào cái nhóm mà tổ quốc trên hết Trịnh Hoài Nam, cũng không cho hai em ấy vô. Tại vì sao? Cái nhóm tổ quốc trên hết của cái nhóm của Trịnh Lê Hoài Nam và Phùng Bổng Hà là cái nhóm bát nháo. Khi mà Nhiên đã nó mời Nhiên đến nó ăn, mời đến ăn một lần, hai lần, lần thứ ba là Nhiên nhìn ra hết. Cái nhóm này, cái nhóm bát nháo, không phải là cái nhóm yêu nước. Cái nhóm đó là lên là tình với tiền, để chơi bời nhau, để lôi kéo, để chửi vào, để làm chi? Cái nhóm đó để lôi kéo người, để chửi cho nó, chửi thơi cho nó. Cho nên là Nhiên không có dính gì hình ảnh bọn nó nhiều. Sau đó thì Nhiên không có dặn tất cả anh chị em, cả dặn lúc đó Nhiên cũng dặn anh Bằng đừng dính vào, mà anh Bằng cũng nghĩ cái tình. Bây giờ có anh Bằng hay là anh Lợi Minh, Nhiên đều dặn hết. Các anh đi chống phản động, đi chống, đừng bao giờ vô cái nhóm đó, tại cái nhóm đó nó kỳ cục bát nháo lắm. Thì Nhiên cũng dặn anh Lợi Minh, mà Nhiên cũng dặn anh Bằng, hay dặn một số Việt Kiều khác đi về nước, đừng bao giờ vô cái hội nhóm của Trịnh Lê Hoài Nam.
Khi sau đó nhưng mà gặp anh Bằng rồi á, ở chỗ quán nhà hàng rồi á, thì Nhiên nhận định đây là một người anh là đi chống phản động, là một người anh chân chất, không bao giờ có vụ tham lam. Thì tại sao em chào anh Nguyễn Hữu Nhàn? Thì sau đó thì anh một số các anh Việt kiều về nước, thì Nhiên giới thiệu anh Nhàn là anh Bằng là người chân chính, hãy về gặp anh Bằng đi đó. Thì một số Việt kiều đây, một số anh chị em sinh sống ở Mỹ nè, như là anh Lợi Minh nè, rồi Quốc Dương hay Đa này, là đầu tiên là gặp anh Bằng. Hay là một số anh em yêu nước khác, nhưng nói anh Bằng là người tốt, các anh chơi với anh Bằng đi, nhà anh quận một, người cũng có về tài chính, không bao giờ lợi dụng anh em, chơi với anh Bằng là người tốt. Thì tất cả anh em mới gom lại anh Bằng. Rồi sau đó anh Bằng kêu anh Bằng, Nhiên mới nói anh Bằng mở like đi, anh mở like để mà anh bẻ luận điệu của bọn phản động đi, còn em thì có con nhỏ, em có thời gian. Thì anh Bằng mở like, rồi sau đó là chính Bình Dương cũng lên diễn đàn mình, anh Bằng cũng lên diễn đàn mình, là Bình Dương mà biết anh Bằng ngày hôm nay cũng là tại Nhiên. Bình Dương là cùng trong cái nhóm của anh Bằng mà lên livestream đấy. Thì Bình Dương thì Nhiên nói Bình Dương ở đâu, Bình Dương nói là ở thành phố đấy. Vậy anh Bình Dương ở gần ở thành phố, vậy liên hệ gặp anh Bằng đi chơi với anh Bằng cà phê cà pháo, anh em để liên kết lại với nhau đó. Là mình cũng giới thiệu Bình Dương với anh Bằng, là nói anh Bằng tốt thì anh em mới chơi tới ngày hôm nay. Đó là sự thật, những cái gì mình nói không bao giờ ở đây tôi hội nhóm tôi bên bên này mà tôi bỏ bên kia, hay là tôi bên anh Bằng tôi chửi thằng Hùng Trần nó chửi thằng cho, nhưng không có điều đó. Lên đây ai nói sai ơi, nè uống đi con đi cẩn thận nghe, xe hàng trước đó chơi bạn. Lên đây ai nói sai thì Nhiên sẽ nói người đó, ai mà nói sai xuyên tạc thì Nhiên vạch mặt chỉ thẳng tên, chứ không bao giờ hội nhóm. Thì qua đây á, thì Nhiên sẽ nói lại, bắt đầu quay lại câu chuyện. Thì anh Bằng đón tiếp anh Lợi Minh, tiếp anh Đa này, tiếp Quốc Dương. Thì sau đây là có một cái bài viết của Quốc Dương từng gặp anh Bằng. Quốc Dương viết như thế này: Anh Việt Kiều ở Kahoma là Hùng Trần nha anh chị. Cho rằng anh Bằng lợi dụng anh Lợi Minh nên bao che Lợi Minh trong việc nhận xét về thi hài Bác Hồ. Anh có bằng chứng về việc anh Bằng lợi dụng anh Lợi Minh không? Em nói quả đen. Dạ, tiếp dọ. Vậy á, thì Nhiên cũng nói hỏi lại, cũng Nhiên cũng nói một cái là clip qua. Anh chị nghe Hùng Trần xuyên tạc về anh Lợi Minh, nói về anh Lợi Minh là nhận tiền, anh Bằng đó, hả, bao che cho anh Lợi Minh để mà nhận tiền, mượn tiền của anh Lợi Minh. Đấy anh chị, một người Việt Kiều á, mình để mình đọc hết cái câu bài của Quốc Dương cho anh chị nha. Mình đọc hết cái bài Quốc Dương, mình sẽ quay lại, mình sẽ nói về tên Hùng Trần này. Tại sao anh không công bố khi anh về Mỹ mà đến tận bây giờ anh mới công bố? Đây là bài của Quốc Dương, là người Việt đang sinh sống ở Mỹ, cũng gọi là Việt kiều Mỹ nha. Nếu so sánh về khả năng tài chính thì anh không đủ tuổi so với anh Bằng đâu, đừng nói rằng anh Bằng lợi dụng anh Lợi Minh này nọ. Tôi ghét nhất bọn nào vu khống xuyên tạc mà không có bằng chứng, và đó là vì sao tôi chống bọn bao que. Tôi cũng không có phải bên vực anh Bằng. Sự thật khi tôi gặp anh Bằng rất giản dị, chúng tôi ăn cơm với cá kho quẹt, chấm rau luộc, uống cà phê vỉa hè. Nhưng những cái gì sự thật thì tôi phải bảo vệ. Lúc ban đầu thằng Bùng Trần này chịu phản động, tôi là cái người và tất cả anh chị em trên cộng đồng đều ủng hộ, và tôi cắt clip tôi đem về để anh chị quảng cáo tiếng nói cho các ảnh vang lên mạnh lên để chửi phản động, chửi bọn giặc lưu vong.
Tôi nói với anh Long Thủy, chúng ta ủng hộ những người này để chống phản động, chửi phản động. Nhưng mà sau lưng em không bao giờ, dưới mặt trận này không bao giờ em tin tuyệt đối vào và thằng Hùng Trần này đâu anh. Nó chửi phản động như vậy, cái kiểu này mai mốt nè anh sẽ coi, nó quay ngược, nó xuyên tạc anh chị em chúng ta. Tại vì nó có nói câu, tao đâu yêu nước Việt Nam. Và thằng Hùng Trần từng nói mà, nó sợ đi bộ đội mà. Nó sợ đi quân đi bộ đội cho nên là nó trốn mà. Nó trốn đi bộ đội, đi qua Nga mà. Cho nên là những thành phần này là nhiên không bao giờ tin tưởng vào nó. Nó chửi bọn phản động được, nó ở nước ngoài được, nó quay lại nó xuyên tạc đất nước mình là chuyện bình thường. Cho nên á, chúng ta ủng hộ nó lúc nào hay lúc nấy, chứ không được tin nó tuyệt đối. Anh chị có đi ủng hộ nó đi chửi bao que không? Trước nhất chúng ta mà đi chửi bao que phản động thì sao? Mình phải là một thằng đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, có một cái tính khoan dung, một cái tính đàn ông, tính rộng lượng. Thật sự nó so với những người trong nước á, như thằng Trần này á, là những cái thằng toàn là những thằng ăn mày, thằng hoặc thằng Hùng Trần đó anh chị, mà đi so mà kêu nó làm quản gia cho anh Lợi Minh, làm quản gia cho anh Bằng thì nó không có cửa làm. Tại sao anh chị, khi mà một con người mà anh chị muốn nhận định một con người đó tốt hay xấu á, anh chị nhìn vào cái cách của thằng Hùng Trần nó chửi đi. Thằng Hùng Trần cái miệng tí lia con mắt quơ qua quơ lại, nó đâu dám buông cái mắt kiến ra để cho tất cả bà con cô bác anh chị em nhìn nhận vào cái mặt nó đâu. Thì cho nên là gì, thằng trò Hùng Trần là gì, thằng trò Hùng Trần là gì, ba xạo mép mồm đàn ông mà miệng lằn lữ mối, con mắt láo liên, là con người không đàng hoàng chính trực. Cho nên nó thằng Hùng Trần á, ở Nga là một cái thằng đầu trộm đuôi cướp ở Nga, bị dính tới pháp luật ở Nga, cho nên sao, là một tên giang hồ, một tên ăn trộm ăn cướp ở nước Nga, cho nên là bị đại sứ quán nước Nga là gì là mà bị gì trục xuất khỏi nước Nga, cho nên là chạy qua nước Mỹ đấy. Cho nên gọi là gì, thằng Hùng Trần không có cửa làm quản gia cho anh Lợi Minh và anh Bằng Nguyễn. Một thằng mà con mắt láo liên, một thằng mà con mắt láo liên, miệng mồm thì cà quơ cà lắc, nói chuyện mà quơ mà lắc này nè, đảo điên như vậy nè, thì con người đó không trung thực. Thì làm sao anh chị, thì không bao giờ mà đi làm bất cứ ở đâu, chỉ vì như cái làm chủ cũng không làm chủ được. Hiện nay giờ nó sống ở bên Mỹ, nó ăn gì, ăn tiền que khoe, và nó mở kênh YouTube để chi, nó có cái view, lượt view đó để nó ăn. Chứ ngoài ra một cái thằng này là nói sao, không có tài cán gì anh chị. Một cái thằng như thằng Hùng Trần á, không có tài cán gì hết. Anh chị nghĩ đi, một Lợi Minh gì đó, hay là anh Bằng đó, người ta ngồi cái chỗ nhà của người ta, cái chỗ ăn của người ta cũng phải là gì, cao sang quyền quý. Thằng John, đúng không? Cái chỗ ngồi ăn của anh Hùng Trần hay là Hùng Trần cũng vậy đó, nhìn dơ bẩn bẩn thỉu, và cái căn nhà là nhà góp. Cái lỗi như mày á, là lỗi gì? Tội phạm trục xuất ở nước Nga, ai sợ mày? Đi chơi Hùng Trần nha. Mày nó ngụy à? Gia đình mày có ngụy không? Mày bắt năm tư đó mày là ai vậy? Hả Hùng Trần? Mày chửi ngụy già, ông chửi ông Lê Bảo ngụy già thì sao? Hả Hùng Trần, mày chửi ông Lê Bảo ngụy già vậy, mày đang chửi dòng họ tổ tiên sư nhà mày là ngụy đó, mày biết chưa? Mày là thằng gì? Thằng bắt ngụy 54, mày biết chưa? Mày chửi ông Lê Bảo là không khác nào mày chửi chính tổ tiên sư nhà mày nha. Tổ tiên sư từ đường nhà mày đó, thằng Hùng Trần nha. Mày đã, xin lỗi anh, những anh chị em bắt 54, có phải mày bắt 54 là mày ngụy không? Vậy mày chửi ai vậy? Mày chửi chính ông Lê Bảo ngụy thì mày cũng là thằng ngụy. Mày là thằng ngụy con đấy nha. Mày thằng là ngụy con và thằng tội phạm ở nước ngoài, lên chửi ba que lấy tiếng để câu view trên YouTube. Anh chị chúng ta là một người dân, lên đây là chống phản động, đập tan cái luận điệu phản động. Và chúng ta phải là sao nè anh chị, mình có trái tim dân tộc thì anh chị biết phải sao? Phải có cái tình đoàn kết, phải có cái tình đoàn kết nha anh chị. Mình đi chống ba sọc, chống phản động để làm chi? Để cho đất nước của mình vạch mặt nó ra, để cho cái đất nước của mình không có bạo loạn, không có chiến tranh, để con cháu chúng ta sống được bình yên. Thì sao? Chúng ta phải có cái tình dân tộc.
Chúng ta phải có cái tình dân tộc và có tình đoàn kết. Còn ở đây anh chị thấy không, nó chửi ba sọc mà nó chửi anh Bằng không đụng chạm gì tới nó. Nó chửi chửi Bằng Nguyễn, anh chị, chửi Bằng Nguyễn, chửi anh Hoàng Trách Kỳ, chửi Bình Dương, mà trong khi ba người này có đụng chạm gì tới nó không anh chị? Nó không, nó kiếm chuyện nó chửi anh Bằng, chửi Bằng anh Bình Dương, chửi anh Hoàng Trách Kỳ. Thì anh chị đã thấy cam mưu của nó rồi. Anh chị thấy cam mưu của nó không? Anh Bằng nè, nhóm đi ba quy anh Bằng là các anh chị vô cái nhóm mà của anh Bằng là nhóm gì anh chị? Anh chị dẫn cái link bên nhóm anh Bằng vô cái trang cho Nhiên coi anh chị. Cái trang của anh Bằng là trang gì anh chị? Cầm vô giùm cho Nhiên. Dẫn cái link đi rồi Nhiên sẽ ghim cái link đó. Anh chị, ở đây anh Bằng là người chống luận điệu xuyên tạc và đập tan luận điệu xuyên tạc. Và trong đó là anh Hoàng Trách Kỳ là cái viết bài, chia sẻ bài để cha sao vặt mặt cái bọn phản động. Anh Bình Dương cũng lên clip là để chống phản động, chống luận điệu xuyên tạc. Thì ba người này có đụng chạm gì tới tên Hùng Trần không anh chị? Đâu có, không ai nói động gì tới tên Hùng Trần này. Đó, không, anh Bằng cũng không nói động tới tên Hùng Trần này. Anh Hoàng Trách Kỳ cũng không nói động tới tên Hùng Trần này. Anh Bình Dương cũng không nói động tới tên Hùng Trần này. Vậy mà anh, mà thằng Hùng Trần này lên nó chửi, tao chửi Bằng Nguyễn, tao chửi Bình Dương, tao chửi Hoàng Trách Kỳ. Vậy anh chị, lên đây nó chửi phản động là nó chửi cái gì? Chửi phản động đây là để anh chị muốn nổi tiếng, không bao giờ có tình đoàn kết. Như vậy anh chị còn vô ủng hộ nó nữa không? Anh chị còn vô ủng hộ nó không? Ý đồ, ý tất cả mọi người đây chống phản động là chống cái gì? Chống phản động, đập tan phản động, dịch mặt bọn phản động ra, đừng cho nó gây bạo loạn, đừng cho nó quấy gói mất an ninh trật tự để chúng ta, con cháu chúng ta, con cháu chúng ta là có cuộc sống bình yên. Thì chúng ta phải có cái đoàn kết, phải bảo vệ tiếng nói với nhau. Còn đằng này nó đi chửi sọc, nó chửi ba que, nó chửi phản động lưu vong, mà quay lại nó chửi những người, nó chửi những người là chống phản động, đập tan luận điệu phản động như anh Bằng Nguyễn, hay là anh Hoàng Trách Kỳ, hay là anh Bình Dương. Anh chị vô cái trang nhật ký yêu nước đi bao quy thì anh chị coi từ trên tới dưới có cái clip nào, hay là một bài viết nào, hay là một cái gì nào ở trên trang đi bao quy đó mà chửi tên Hùng Trần này không? Tuyệt đối ba người này không bao giờ ai nhắc tới tên Hùng Trần. Mà dù tên Hùng Trần này chửi, mà cái trang nhật ký yêu nước đi bao quy này thậm tệ là chửi anh Bằng, chửi Bình Dương, chửi anh Bằng Hoàng Trách Kỳ, chửi thậm tệ để cho ba người này lên tiếng. Nhưng ba người đàn ông này dứt khoát không lên tiếng để mà chửi bới lại. Thì tôi hỏi anh chị nào mà còn vô cờm trang của thằng Hùng Trần, thì tôi hỏi anh chị, các anh chị lên đây chống phản động chống cái gì? Chống phản động là chúng ta phải có cái tình dân tộc, một cái tình yêu đất nước, yêu quê hương, yêu đảng nhà nước này. Chúng ta phải có cái tình đoàn kết. Còn này nó chửi ba sọc mà nó không có tình đoàn kết, đúng không? Mà nó cũng không có cái tình dân tộc nữa, vậy nó chống cái gì? Nó chống ba sọc, nó chống cái gì? Tôi hỏi anh chị. Bây giờ anh chị vô cái trang nhật ký yêu nước đi bao quy, thì anh chị cái trang nhật, nó đang chửi cái trang nhật ký yêu nước đi bao quy là của anh Bằng Nguyễn đấy. Anh chị vô đó anh chị coi, có phải là anh Bằng Nguyễn hàng ngày, anh Bình Dương hàng ngày, anh Hoàng Trách Kỳ hàng ngày viết bài giật mặt bọn phản động không? Và anh Bằng và Bình Dương hàng ngày mỗi đêm là lên làm live là đập tan cái luận điệu bọn phản động không? Nhưng mà những người này thường xuyên chửi bới nhật ký yêu nước, cái trang nhật ký yêu nước của anh Bằng đi bao quy này, chửi thậm tệ để cho anh Bằng lên tiếng, Bình Dương lên tiếng, anh Hoàng lên tiếng. Nhưng ba người đàn ông này bản lịch, những người đó là sao? Có tình yêu quê hương, yêu dân tộc. Những cái thành phần như Hùng Trần này nè, không xứng, không xứng là liếm gót chân cho anh Hoàng Trách Kỳ hay là anh Bằng. Tại sao những người này là đó thành công thành đạt, có nhà hàng, anh Hoàng Trách Kỳ nhà mấy căn ở quận 1, anh Bằng cũng vậy, người ta thành công, ta mở nhà hàng ăn uống luôn, thời gian rảnh rỗi lên chống phản động, viết bài chống phản động. Vậy mà nó vô nó chửi người ta, thằng Hùng Trần nó chửi người ta không bằng không chứng, đang không ai nói động tới nó, tự anh nó chửi người ta. Anh chị thấy rõ ràng chưa? Cho nên một số anh chị nào mà còn cờm trong nhà Hùng Trần thì anh chị đừng bao giờ bước chân vào nhà tôi, vào nhà con Thái Ngọc Nhiên này một lần nữa nha. Đừng bao giờ cờm chấm like chấm thích, tôi chả cần. Anh chị
nha. Tại vì anh chị cùng đi với nó, cùng có cái gì, cái tính giống nó, là không có cái tình dân tộc và cái tình đoàn kết, thì đừng bao giờ vô nhà tôi chấm like chấm thích. Tôi chả cần anh chị, biết chưa? Tôi con đàn bà, nhưng mà tôi nói đâu ra đó rõ ràng, tôi mạnh mẽ gì 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 đó, phải gạch rồi. Chúng ta yêu nước là yêu thế nào? Phải có tình đoàn kết, có tình dân tộc và bảo vệ anh em chúng ta. Còn đằng này nó lên nó chửi sọc quay ngang người ta, không làm đụng chạm gì nó chửi người ta. Như vậy là nó có phải là không khác nào là thằng Hùng Trần này không khác nào là phản động không? Bọn phản động nó đặt điều vu khống cho đảng nhà nước ta không bằng không chứng, không cứ. Thì thằng Hùng Trần này nó y như cái bọn phản động, thì nó xuyên tạc anh bằng, anh Hoàng Chất Kỳ hay là Bình Dương hay là Hà My hay là Hoàng Anh, rồi nó gọi những người ủng hộ bên anh bằng là ủ đỉ, nó gọi ủ đỉ đi bao quy, nó xúc phạm anh chị như vậy đó. Đấy anh chị thấy không, một thằng đàn ông mà xuyên tạc như thế này thì không khác nào bọn phản động. Phản động đã, cái bọn phản động lưu vong và một số bọn phản động trong nước, nó đang xuyên tạc về đường lối chính sách đảng nhà nước chúng ta, nó xuyên tạc lãnh đạo của chúng ta không bằng không chứng, nó cắt ghép đủ cách đủ kiểu. Còn cái thằng này nó đi chửi ba sọc mà nó chửi anh em chúng ta không có bằng chứng. Nhiên nói rồi chúng mày, tại vì hai thằng đàn ông chúng mày không đủ bản lãnh như một con đàn bà như tao nha. Tụi bay lên là tụi bay chống sọc, mà tụi bay đi chửi những người cho mà tụi bay xuyên tạc những người mà như anh bằng, anh Hoàng Chất Kỳ rồi Hà My, bay cố tình bay làm gì ạ? Hả Hồng Trần và John, tụi bay cố tình tụi bay làm gì? Bay dập tiếng nói của người ta không còn chống phản động nữa để tụi bay thành công đúng không? Cái âm mưu đó là cái âm mưu của bọn phản động nó làm với tao mấy năm về trước. Cái âm mưu mà của bọn phản động nó làm với tao đó, cái chuyện đó là mấy năm về trước. Bọn phản động là nó phải làm tao thế nào? Nó làm nó cắt ghép clip của tao lại để tao chửi đảng nhà nước. Để làm chi? Là tao cắt ghép lại tao chửi Bác Hồ để làm chi? Để cho đưa lên trên YouTube đó để làm chi? Tất cả bà con cô bác ở trên cộng đồng mạng này nghe được là sao khủng hoảng tinh thần. Tại sao không còn ủng hộ tiếng nói tao nữa? Cái đó là bọn ba que nó chơi. Thì ngày hôm nay cái thằng Hùng Trần chơi cái trò này y chang cái bọn ba que nó chơi với tao. À, tụi hai thằng bay kết hợp lại với nhau để làm chi? Để dập tiếng nói, đánh phá tiếng nói những người trong nước. Phá tiếng nói của anh Bằng, phá tiếng nói của Hà My, phá tiếng nói của những người chống luận điệu xuyên tạc. Nhưng chào anh chị, máy hết pin rồi anh chị.